Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Phú Audio. Đấy, chiều ngày hôm nay thì em lại lên sóng và giới thiệu với các bác những mẫu đầu màn chọn bài. Đấy, đầu màn karaoke giá rất là rẻ để phục vụ các bác và anh em nhé. Đấy, và như các bác thấy rằng thì cứ mỗi có cái sản phẩm mới mà giá thơm, đấy là em lập tức lên sóng liền để kịp giới thiệu với các bác và anh em. Đấy, và hôm nay cái mẫu sản phẩm mà em muốn nói đó chính là sản phẩm đầu liền màn đến từ thương hiệu BTE. Hiện nay thì chúng em đang sale giá chỉ còn 3.800.000. Rất là rẻ. 3.800.000 thôi. Đấy. Là các bác đã có thể là sử dụng luôn được một bộ đầu màn hát karaoke online YouTube rồi. Rất chất lượng luôn nhé, 3.800.000. Đó. Giá siêu rẻ luôn đúng không ạ? Đấy, các bạn anh em cần tư vấn gì thêm thì để lại bình luận bên dưới, và số điện thoại mua hàng thì em đã đặt trên phần bình luận rồi. Đấy, anh em có thể gọi tới được số là 0967779531 để được bên em hỗ trợ. Đó, thứ nhất, thứ hai là ngoài những cái sản phẩm BTE thì chúng em đang có những dòng đầu đến từ các thương hiệu như là Okara, rồi Vietka TV, đấy, Vietka và Smartka. Đó thì đó là những cái dòng mà chúng em đang bán rất là nhiều. Anh em có nhu cầu mua sắm thì để lại bên dưới giúp em để em hỗ trợ các bác ạ. Chúng em đang bán rất là nhiều. Hôm nay là giới thiệu với các bác những mẫu đầu hát karaoke nhá. Dạ, xin chào anh Trần Văn Minh ạ, báo giá đầu BTE thì em báo rồi đấy thôi anh. Đấy, BTE thì có giá là 3.800.000 này anh nhỉ. Đấy, đây này. Đầu liền màn BTE nhé. Hát online YouTube. Đấy. Em Hiệp Lạng Sơn ạ, anh gửi đầu cho em chưa? À, đầu thì chắc là mai đi, để mai em gửi đi. Đấy, đang làm dữ liệu. Dạ, mượt chứ anh. Quá mượt luôn, cảm ứng cực kỳ chất lượng luôn này anh này. Đấy. Cảm ứng cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đây. Nó phải nói nó quá mượt chứ không phải là mượt. Đó. Ok chưa? Cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy. Đấy, hình ảnh thì đều là HD cho anh em. Đấy, chạy siêu mượt luôn. Em ở thành phố Bắc Ninh anh nhá. 3.800.000 nhá. Đấy, giá bán tại cửa hàng ấy nhỉ. Đó, đầu liền màn luôn. Đấy. Ok nhá. Đấy. Ok anh Hiệp. Đấy. Mai đi. Đấy, anh đặt đầu Vietka đúng không? Đấy, anh đặt đầu nguyên bản nên là chúng em phải đang làm dữ liệu. Còn đầu nâng cấp thì có ngay. Đầu nâng cấp thì có trong 1 phút mốt. Đấy. Nhiều loại lắm. À, cái màn đó thì chắc là không anh ạ. Màn đó thì anh em sử dụng trong nhà thì phải, em chưa thử đâu. Đấy. Cái màn BTS 9650, cái đầu liền màn đấy thì em chưa thử ngoài trời. Đấy, cũng nên cũng chưa dám chắc là có được hay không. Đấy. Dạ, xin chào anh Lê Hùng Phong nhá. Đấy, nếu anh làm sự kiện thì anh có thể chọn tham khảo cái bộ Vietka này. Nhưng mà giá nó cao hơn nhiều lắm. Đấy, con đầu liền màn BTE 3.800.000 nhá. Sập sàn cho anh em luôn. 3.800.000 đầu liền màn. Đấy, ai cũng có thể hát được. Đấy. Đúng rồi, đấy. Thế nên là chúng em mới phải làm dữ liệu, nó mất thời gian lắm anh ạ. Đấy. Thế là cố gắng chờ em một chút. Đấy.
sản phẩm thì nhiều. Đấy, còn nếu như anh đầu đặt đầu nâng cấp này thì chúng em làm luôn. Đấy, gửi được luôn, có luôn anh ạ. Nhiều lắm. Vietca TV của Vietca rất là nhiều loại, nhiều mẫu mã để các bạn anh em lựa chọn. Đấy, còn BTE chiều ngày hôm nay đầu liền màn BTE giá là 38 thôi. Siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Có ở mẫu Vinh em mới mua mới cũ anh Minh ơi. Đấy, lên 6 đóng van ok anh ạ, giá thì rất rẻ luôn. Đấy, mẫu Vinh thì đặc biệt thì em lại có cả hàng mới lẫn hàng cũ. Đấy, có cả hai loại luôn để tha hồ anh em có thể lựa chọn nhé. Mới ạ, mẫu Vinh mới để em check cho anh luôn nhé. Đấy, 230 anh. Anh cần là chơi cái loại to loại nhỏ anh nhỉ? Anh cần chơi loại to loại nhỏ để em hỗ trợ anh. Check luôn cho anh giá luôn này. Anh đang cần loại to này đúng không? Loại Moving này, nó Moving 9 mắt nhá. Đấy, Moving này 9 mắt, em đang bán là 4.200.000. 4.2 triệu. Anh nhá. 4 đồng 2, rất rẻ luôn ạ.
đầu Việt Ca nâng cấp em đang bán. Việt Ca có hai loại, nếu như mà loại Pro thì em đang bán là 5,5 triệu nhé, 5,5 triệu đầu Pro anh Trần Văn Minh, à anh Bùi Văn Phúc nhé. Còn 6 triệu nhân lên 6424 6212 nó rơi vào tầm 25,2 triệu gọi 25 triệu tròn. Đấy, 25 triệu tròn. Nhưng mà em tưởng là nếu mà sân khấu lớn thì em phải dùng đèn beam chứ. Bác phải dùng đèn beam chứ nhỉ? Sao lại dùng moving? Đấy, ít phải anh phải dùng cái đèn này chứ. Đấy. Beam này chứ. Anh dùng đèn beam này chứ. Đây đèn cũ à. Đấy. Beam này thì của anh sân khấu nó sướng hơn. Đấy, beam thì em có cả loại nhỏ, loại to. Loại nhỏ đấy cũng có, mà loại to cũng có. Đấy. Còn nếu mà moving thì anh nhân lên cái loại to đấy, em đang bán là 4,2 triệu một chiếc, 6424. Đấy, giờ đấy thì báo ship luôn cho bác. Anh Trần Văn Minh cần hỗ trợ thêm để lại bình luận dưới giúp em. Đầu karaoke tối nay, chiều nay rất là rẻ luôn. Đấy, chỉ từ hơn 3 triệu thôi. Đấy, hơn 3 triệu thôi. Nó là 3,8 triệu thì quá rẻ rồi đúng không ạ? À, nâng cấp lên liền màn có nhiều không ạ? Làm gì phải nâng cấp, bây giờ cái đầu liền màn này là em nó đã hát, bản thân nó đã hát được YouTube rồi anh. Cái này bản thân nó đã hát được YouTube rồi. Đây có YouTube đây. Đấy. Có chế độ sáng màn cây chọn bài không? Em không hiểu anh Trần Văn Minh ạ. Anh cần hỗ trợ gì anh để lại bình luận rõ cho em một chút nhé. Đấy. Còn đây là đầu nâng cấp của Việt Ca này. Đấy thì chúng ta có thể chọn bài YouTube bình thường và tốc độ download rất là nhanh. Đấy.
xử lý rất là tốt nhá. Thì với cái đầu Việt K này thì nâng cấp có hai loại, một loại bấm nút và một loại pro. Đấy, còn đây là BTE. Đấy. Chọn bài, hình ảnh rất là sắc nét. Cực kỳ sắc nét luôn. Đấy, bắt wifi kết nối, có thể là các bác có thể kết đó. Đây là cái là wifi này. Còn anh em mà cắm dây mạng thì các bác chuyển sang connect. Đấy, còn wifi thì các bác cắm kết nối, bấm ra kết nối. Nâng cấp đầu nền màn không dễ đấy mà. Đây này, cái đầu nền màn ví dụ như cái như nâng cấp cái gì ạ? Nâng cấp mà đầu Việt K này thôi đúng không? Chứ còn đầu nền màn thì hiện tại đang có đầu nền màn của BTE anh Hồ Lê Hùng Phong. Anh Lê Hùng Phong ạ, cho em hỏi chút là anh đang có đầu nền màn rồi đúng không? Đấy. Hay là anh muốn nâng cấp đầu cũ như thế này? Em chưa hiểu ý anh. Đấy, trả lời nhanh cho em chút đi. Đấy, con đầu nền màn này mà nếu như anh đang có đầu nền màn mà chưa chạy YouTube, anh muốn em nâng cấp hộ anh thì rất đơn giản. Đấy. Cứ nâng cấp tại nhà cho anh luôn. Bằng vài bước gọi video cho em. Đấy. Phí là bây giờ nắng nóng này tôi bây giờ không uống cà phê nữa, em lấy phí cốc bia thôi. Ok chưa? Đấy, hỗ trợ anh nâng cấp. Nếu như anh đang có đầu điện màn BTE này mà chưa chạy được YouTube, em sẽ hỗ trợ anh nâng cấp từ xa. Đấy. Đấy. Còn nếu như anh muốn anh có cái đầu cũ này á, đầu cũ này này mà chưa có YouTube này thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải nâng cấp main. Đấy, nâng cấp main thì phí nó sẽ hết nhiều. Ok chưa ạ? Còn nếu như anh có đầu BTE như thế này, đấy, niền màn mà chưa hát ở YouTube thì em sẽ hỗ trợ anh nâng cấp từ xa, đỡ phải gửi đi gửi về. Đấy, phí bằng cốc bia. Ok chưa ạ? Đó, rất đơn giản. Hỗ trợ các bác làm sao để cho nó tối ưu nhất những cái gì mà em có thể hỗ trợ được mà. Đấy. À, anh Lê Hùng Phong ạ. Tức là như nào? Main Smartcam có. Có, main Smartcam bây giờ nâng cấp main Smartcam thì nó rơi vào tầm 6 triệu rưỡi. Tức là anh đang có đầu niền màn, bây giờ anh muốn nâng cấp lên main Smartcam. Anh. Đây nhá, anh Lê Hùng Phong nhá. Em muốn nó rõ hơn nhá. Thì xíu nữa sau livestream thì anh gọi vào cái số điện thoại em đang ghi trên phần bình luận đấy. Đây này, anh gọi, anh chụp ảnh màn hình giúp em này. Số là 0967779531 nhé. Ở trên phần bình luận đấy anh, em ghim rồi đấy. Đấy, lấy số đi, xíu nữa livestream xong gọi cho em hỗ trợ cho nó dễ. Bởi vì ở đây thì anh cứ nói mỗi một lúc nó lại ngắt một đoạn, em không hiểu được. Đầu KTV giá bao nhiêu vậy? KTV thì em có đầu HD bonus này. Đấy, loại này thì em đang bán 5 triệu rưỡi nhé, nguyên bản nhé, 5 triệu rưỡi. Hát YouTube chọn online. Đấy. Anh Lê Hùng Phong em không hiểu được đâu. Xíu nữa anh gọi cho bên em đi. Số điện thoại em ghim phần bình luận rồi. Xong livestream anh gọi lại cho em. Đấy. Livestream xong thì bác gọi cho em nhé. Đấy, tầm 10 phút nữa bác gọi cho em. Đấy, còn đây là đầu Việt KTV này. Đây là bản này là bản nguyên bản, nó chạy YouTube bình thường. Đấy, hát YouTube bình thường nhé. Đây là đầu nguyên bản. Đấy, xử lý cũng rất là nhanh. Kết nối này càng nhanh. Đấy, đây là đầu 6T. Em xin lỗi nha, 5 triệu rưỡi là cho 4T. Còn 6T thì em đang bán là 5 triệu 9. 5 triệu 9 cho đầu 6T. Đấy, thêm 400 nghìn nữa anh em được đầu 6T luôn. Đấy, nguyên bản, bao đẹp. Đấy, nhiều loại. Rất là nhiều loại luôn. Em thích em kết nối luôn cho anh em nhé. Còn đầu 3T thì rẻ hơn nhé. Đầu 3T em để cho em giá 5 triệu nhé. Còn cái đầu này này, đầu này nó nổi HDMI này. Đầu này nổi HDMI em để cho anh em giá tầm 4 triệu nhé. 4 triệu. Đấy, nó chỉ không kết nối được HDMI thôi. Còn kết nối hoa sen này vẫn bình thường nhé. Để cho em giá 4 triệu có ngay đầu HD nhé. Bluetooth nguyên bản. Đấy, em kết nối cho anh. Đấy.
kết nối luôn cho anh em nhé, cắm key trước. Kết nối cái này nó dễ lắm, đơn giản lắm các bạn. 2 phút là chúng ta kết nối được. Cái đầu này thì nó đang bị lỗi HDMI. Đấy, anh em nào mà lấy thì em để cho anh em giá 4 triệu. 4 triệu cho lên đường luôn nhé. 4 triệu nó cho lên đường luôn. Hiện nay đã có main smart nguồn gửi về em xử lý, ok. Gửi về bên em đi, tức là anh lấy cái vỏ kia đúng không? Gửi về em xử lý cho. Đấy. Trong kênh YouTube em có địa chỉ rồi đấy. Đấy, gửi về đây em xử lý cho anh. Đó. Còn đây là cái đầu nguyên bản này. Đầu nguyên bản nhé. Dạ, xin chào anh Trang nhá. Kiều Trang ấy đúng không? Anh Kiều. Còn đầu rẻ nữa này, em có đầu Okara này. Đấy, Okara rất là rẻ. Nên đang bán cho em giá 3 triệu mốt. 3 triệu mốt cái đầu này. Okara. Hát YouTube cực kỳ mượt mà luôn. Đấy. Đây, Okara em nâng cấp rồi này. Đấy, Vietka 4 nút này. Đấy, Vietka 4 nút. Còn con dưới này là Vietka Pro nâng cấp. Đó. Còn mua cả đầu cả màn thì em đang để cho em giá là 8 triệu rưỡi cả đầu cả màn của Vietka TV. Còn đầu liền màn BTE trong chiều nay giá chỉ còn 3 triệu 8 thôi. Rất là rẻ luôn. Đó. Đấy, anh em nào cần hỗ trợ thêm thì để lại bình luận bên dưới giúp em nhé. Đấy. Còn mấy loại. Đâu. Ấn menu một cái auto tu là xong. Mát YouTube thì rất là nhanh luôn anh em. Giá thì rất là rẻ cho anh em nhé. Các bạn có thể lựa chọn cho mình sản phẩm bất kỳ. Đấy. Con này thì đang lỗi HDMI để em giá chỉ 4 triệu thôi. Bên kia là đầu BTE 3 triệu 8, hát online cả đầu cả màn luôn. Đấy, rất là tiện dụng. Giá thì rất là yêu thương, rất là mềm. Xử lý giúp em anh nâng cấp hoặc đầu liền màn. Ok anh, đấy anh đơn giản nhất là xíu nữa anh có số điện thoại bên em chưa? Anh Lê Hùng Phong có số điện thoại bên em chưa anh? Đuôi 9531 nhá. Xíu nữa xong thì anh gọi cho em để em với anh làm việc nó nhanh hơn, nó dễ hơn nhá. Đầu liền màn chất âm hay không hay chứ anh? Beat nhạc nó hay hơn chứ. Đấy, beat của nó là beat nhạc cao cấp luôn ấy, beat chuẩn luôn ấy. Đấy, hình ảnh thì nó là HD, beat nhạc chuẩn luôn. Chắc chắn nó sẽ phải hay hơn những cái nhạc miễn phí ở trên TV rồi. Anh em mất tiền nó phải hơn chứ. Đúng không ạ? Mất tiền nó phải hơn chứ. Mất tiền không hay thì ai mua? Đấy. Bắt buộc nó phải hay. Đấy.
Văn Việt ạ. Màn Việt Kia bao nhiêu ạ? Màn Việt Kia em đang bán là Việt Kia em đang bán là 3 triệu. Việt Kia TV thì là 3 triệu 6 này, còn Việt Kia Gold này là đang bán là 4 triệu này. Đấy, màn Gold này 4 triệu này. Anh ạ. À, mình muốn có đầu Việt Kia, muốn đổi Việt Kia Pro. Là như nào em không hiểu anh. Tức là anh đã có màn, sao lại anh có đầu Việt Ca lại muốn đổi đầu Việt Ca này, em không hiểu. Đấy, anh Phạm Minh Thắng bình luận rõ xem chút được không anh. Anh có đầu Việt Ca rồi lại muốn đổi đầu Việt Ca, là anh muốn đổi đầu như thế nào? Đấy, model của đầu anh là Việt Ca TV hay là Việt Ca? Ui dồi, cảm bàn em lấy đâu ra anh ơi. Cái đầu không thôi anh ơi, Việt Ca TV HD 4 nút 4 triệu là đầu không. Chứ cả màn nữa thì móc đâu ra, cái màn nó đã 3 triệu 6 rồi. Đấy. Ok anh ạ, đời cũ đúng không? Việt Ca TV đời cũ không chạy được YouTube. Bây giờ anh muốn đổi lên đầu chạy được YouTube đúng không? Phải không ạ? Nếu mà muốn đổi như vậy thì anh một anh nâng cấp. Đấy, nâng cấp thì giá nó rơi vào tầm 5 triệu. Đấy, còn nếu như mà muốn đổi thẳng thì thật ra là cái đầu không chạy được YouTube, bên em chỉ lấy được cái vỏ thôi. Mới có vỏ cứng rồi. Đấy. Thì anh cứ nâng cấp thôi. Tầm 5 triệu anh ạ. Thì em hỗ trợ là xử lý dữ liệu, lấy lại ổ cứng cho anh này và cái vỏ cho anh. Đấy, những yêu cầu ổ cứng của anh sức khỏe nó phải tốt nhá. Chứ sức khỏe nó trong tình trạng cảnh báo ấy, ổ cứng kém là coi như là cũng bỏ, cũng không giải quyết được gì cả. Đấy, ổ cứng mà tình trạng kém thì không làm được luôn. Đấy, nó là thế. Màn cộng đầu giờ 8 triệu rưỡi anh Phương Nguyễn nhé. 8 triệu rưỡi hàng lướt. Đầu cộng màn 8 triệu 500 hàng lướt. Anh em chốt thì liên hệ luôn. Và em cũng xin phép được tạm dừng buổi livestream tại đây rồi. Và xin chào các bác, chúc các buổi chiều thật là vui vẻ.